Mr. định xin kính chào quý khán thính giả trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với từ vựng tiếng anh nhìn lên trên màn hình quý khán thính giả hãy xem những người phụ nữ này đang làm gì what are they doing chắc chắn chúng ta đang nhìn thấy họ đang khóc và chúng ta nghĩ ngay tới câu they are crying cry là một động từ chỉ hành động khóc thông dụng nhất dễ nhớ nhất trong tiếng Anh, thế nhưng tiếng Anh không hề đơn giản như vậy. Nếu đơn giản thì ai cũng dễ dàng hiểu và giỏi tiếng Anh rồi. Ý nói, bên cạnh từ cry chỉ hành động khóc thì còn rất nhiều rất nhiều các từ khác cũng chỉ hành động khóc ở những sắc thái và trường hợp khác nhau. Trong video này, Mr. Định đã tổng hợp và chắt lọc 7 động từ thông dụng khác diễn tả hành động khóc mà quý khán thính giả thường phải sử dụng trong đời sống hàng ngày. Quý khán thính giả đang ở video 7 từ chỉ hành động khóc trong tiếng Anh. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của bài ngày hôm nay, nếu quý khán thính giả muốn nâng cao khả năng từ vựng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và đơn giản nhất, hãy ấn vào link nhận sách 3.000 từ tiếng Anh ở dưới phần mô tả của video này và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với động từ thông dụng đầu tiên chỉ hành động khóc bên cạnh cry đó chính là động từ weep weep khóc lóc ví dụ cô ấy đang khóc she's weeping she's weeping động từ tiếp theo khóc nức nở chúng ta dùng động từ sob. Sob. Ví dụ, cô ấy đang khóc nức nở. She's sobbing. She's sobbing. She's sobbing. She's sobbing. Hay một hành động khóc mà chúng ta thường dùng trong đời sống hàng ngày đó là khóc sưng cả mắt. Trong tiếng Anh chúng ta dùng động từ blubber. Blubber blubber. Ví dụ, cô ấy đang khóc sưng cả mắt. She's blubbering. She's blubbering. She's blubbering. Còn trong đám tang như thế này thì chúng ta không dùng động từ cry bình thường mà chúng ta dùng một động từ đó là keen. Keen. Từ này nếu là tính từ thì mô tả tính chất rất giỏi việc gì đó thành thạo việc gì đó sành sỏi về việc gì thế nhưng động từ thì lại là khóc tang ví dụ cô ấy đang khóc tang she's keening she's keening tiếp theo là một hành động khóc mà không lấy được sự cảm thông từ người khác đó là khóc sụt sùi và tiếng Anh chúng ta gọi là snivel. 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 Ví dụ, cô ấy chỉ đang khóc sụt sùi thôi. She's just sniveling. She's just sniveling. Trong trường hợp mà bạn đau quá hay buồn quá mà bạn phải gào lên thì chúng ta dùng động từ wail. Wail, khóc gào lên. Ví dụ anh ấy gào lên vì đau đớn. He wailed because of the pain. He wailed because of the pain. Và động từ số 7. Đứa trẻ khóc om sòm khi không thấy mẹ của nó. Động từ khóc ở đây chúng ta dùng từ bore. Bore. Khóc om sòm. Thằng bé bắt đầu khóc om sòm khi không thấy mẹ đâu. He started bawling when he didn't see his mom. He started bawling when he didn't see his mom. Và bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhìn lại bảy động từ cùng nghĩa với động từ cry. weep. weep. sob. Sop Blubber Blubber Keen Snivel Snivel Whale Whale Bore Tới đây thì video xin phép được dừng lại. Hy vọng đã mang lại cho quý khán thính giả một kiến thức sâu rộng hơn về từ vựng trong tiếng Anh. Thank you for watching and goodbye.